Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin về cơn bão Kamegi. Vào hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão Kamegi cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 480 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ sáng ngày mai, tâm bão ở cách đảo Luzon, Philippines là khoảng 300 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 15 tháng 9, vị trí tâm bão trên khu vực phía Tây Bắc đảo Luzon, Philippines, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 840 km về phía Đông Đông Bắc và sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, cấp 15. Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu là theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng là 25 km. Đây là cơn bão có tốc độ di chuyển nhanh, diễn biến phức tạp. Vì vậy, quý vị đặc biệt là bà con ngư dân cần chú ý theo dõi trong các bản tin bão tiếp theo. Trên đất liền, hôm nay mưa dông cục bộ chỉ xuất hiện ở một vài nơi thuộc khu vực Bắc Bộ như Phú Yên ở Sơn La, Lào Cai, Yên Bái và cả thủ đô Hà Nội. Các tỉnh còn lại trời phổ biến là nhiều mây, có nắng gián đoạn với nền nhiệt cao nhất dao động từ 33 cho đến 35 độ. Hai ngày tiếp theo, miền Bắc chỉ có mưa rào rải rác vài nơi trong buổi sáng sớm, sau thì trời có nắng. Thời tiết thuận lợi cho hoạt động vui chơi giải trí của người dân trong ngày nghỉ cuối tuần. Thưa quý vị và các bạn, với các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, thời tiết cũng chưa có sự biến chuyển nhiều trong ngày hôm nay. Trời phổ biến là ít mưa, ngày có nắng nhiều, với ngưỡng nhiệt cao nhất vào thời điểm trưa và chiều, dao động từ 33 cho đến 35 độ. Một vài nơi thuộc vùng núi phía Tây còn chạm ngưỡng nắng nóng là 36 độ. Và tiếp theo là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, 2 ngày tới, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 34 cho đến 36 độ. Đến ngày 16, trời chuyển nhiều mây, có mưa rào rải rác và gió mạnh đặc biệt là về đêm, nhiệt độ cao nhất từ 30 cho đến 32 độ. Chuyển sang phía Đông Bắc Bộ, ngày 14 và ngày 15, trời nhiều mây vào đêm và sáng, có mưa vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 cho đến là 35 độ. Có mưa sang ngày 16, có mưa rải rác và gió mạnh, đặc biệt là chiều tối và đêm. Vùng ven biển cần đề phòng có gió mạnh, sóng cao, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 30 cho đến 32 độ. Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, 2 ngày tới, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất vào thời điểm trưa chiều từ 34 cho đến là 36 độ. Đến ngày 16, trời nhiều mây, có mưa rào rải rác, phía Bắc mưa và gió mạnh sẽ tăng lên về chiều tối và đêm. Vùng ven biển cần đề phòng có gió mạnh, sóng cao, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 cho đến là 33 độ. Trở xuống khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày mai mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 32 cho đến 34 độ. Đến 2 ngày tiếp theo, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, vùng ven biển cần đề phòng có gió mạnh, sóng cao, nhiệt độ cao nhất giảm nhẹ xuống ngưỡng từ 30 cho đến 32 độ. Chuyển sang khu vực Tây Nguyên, ngày 14, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất vào thời điểm trưa và chiều trong khoảng từ 29 cho đến 31 độ. Sang ngày 15 và ngày 16, trời chuyển nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, cần đề phòng có tố, lốc xoáy và gió giật mạnh, nền nhiệt giảm từ 2 đến 3 độ so với ngày 14. Khu vực Nam Bộ, ngày mai, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến là 33 độ. Hai ngày tiếp theo, trời nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 29 cho đến 31 độ. Trở ra với thủ đô Hà Nội, ngày 14, ngày 15, trời nhiều mây vào đêm và sáng, có mưa vài nơi, ngày nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 33 cho đến là 35 độ. Sang ngày 16, có mưa rào rải rác và gió mạnh, đặc biệt là chiều tối và đêm. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 30 cho đến 32 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, từ khoảng đêm ngày 14 sang ngày 15, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, sẽ ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão Kamegi, nên có mưa dông và gió mạnh. Tàu thuyền cần hết sức lưu ý, ra khỏi phạm vi hoạt động của vùng thời tiết xấu và chú ý theo dõi các bản tin dự báo thời tiết. Trong khi đó, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, những ngày tới tiếp tục thịnh hành gió Tây Nam mạnh cấp 5, cấp 6, giật trên cấp 6 và có mưa dông. Thời tiết không thuận lợi cho các hoạt động hàng hải.
Bản tin dự báo thời tiết cho 3 ngày của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.